Alo anh nghe. Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Chừng nào anh về Sài Gòn? Anh đang về. Vậy hả? Vậy không bao lâu nữa anh tới Sài Gòn vậy? Chắc khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. 2 tiếng hả? Vậy tối nay anh đón em đi ăn được không? Em nhớ anh quá. Mà alo. Alo. Bệnh mệt hả? Không có gì. Thôi để tối về mình gặp nhau nói chuyện nha. Dạ. Vậy em cúp máy nha. Bye bye anh. Anh ơi, cho tôi xin tiền xe. Bao nhiêu vậy anh? Dạ, 60.000 anh. Đi xe. Nghe vô bác tài ơi. Anh xuống giùm đi. Rồi xuống giùm anh. Rồi tới luôn bác tài ơi. Anh Mạnh hả? Tôi Tuấn Khải đây. Anh có thể chạy lên đây rước tôi được không? Tôi đang đứng ở... Ràng mình nhìn thấy mà sao giờ mất tiêu? Chuyện gì vậy? Cái gì? Nãy con thấy á, có ai đó hình như rình rập nhà mình á. Ai là ai? Con cũng biết nữa. Con có một cái cảm giác rất là lạ. Hình như có một người rất là đau khổ. Nhìn vào căn nhà này một cách rất là bất lực. Mà chính xác hơn là nhìn con nè. À, vậy con có thấy người đó có nanh hay có sừng gì không vậy? Nanh sừng? Mà không. Nhất định là có ai đó đang nhìn lén vào nhà mình. Ánh mắt đó nhất định là phụ nữ. Mình không thể nào ảo giác được. Nhất định là có. Mà là ai ta?
Cầm lấy đi, lỡ có tối đói bụng mình cũng có tiền mà mua mì gói ăn. Tôi về nha. Cảm ơn. Anh có nhớ là anh rớt ở đâu không? Có khi nào hồi nãy anh móc tiền ra anh trả cho tôi rồi cái anh nhét vô nó hời hợt không? Thật ra cái bóp của anh như thế nào tôi không để ý nên tôi không thấy rồi nha. Trời ơi, tôi có nói anh lấy đâu mà nói một hơi vậy. À, lúc mà tôi lấy tiền đưa cho anh á là tiền tôi đã để sẵn ở trong túi quần nè, chứ không có móc cái bóp ra. Vậy có khi nào mà anh làm rớt trước khi lên xe tôi đúng không? Ờ ha, cũng có thể lắm á. Vậy giờ anh tính sao? Thôi bây giờ anh chở tôi đi vòng vòng đi, để coi có gặp cái bóp ở đâu không. Còn nếu như mà kẻ trộm nó có lấy tiền á thì biết đâu đó là nó cũng quăng là giấy tờ cũng nên. Được. Chắc lại có ai lượm rồi anh ơi. Nhưng mà anh yên tâm đi, người ta lượm người ta sẽ trả cho anh thôi. Thì cái vùng này không ai tham lam hết đâu. Trời ơi, họ biết tôi ở đâu mà trả? Thì họ tới công an người ta trình báo. Mà trong bóp anh có tiền bạc gì nhiều không? Có, nhưng mà không có nhiều. Giấy tờ mới là quan trọng. Vậy bây giờ tôi chở lên công an để trình báo nha. Cảm ơn anh. Thôi anh yên tâm đi, cái cuốc này tôi không tính tiền đâu. Vậy mình đi nha. Vô. Ôi, Biểu, nhân viên dở rồi phải không? Dạ. Vậy thôi, tôi cũng về. Dạ. Cô. Hả? Dạ, theo lịch làm việc hôm nay thì cô có một cuộc hẹn ăn tối đối với đối tác của công ty. Họ được Hồng Kông qua để bàn chuyện hợp tác mở tour mới phù hợp với khách sạn, nhà hàng của chúng ta. Sao không kêu ông Thiên Bảo đi? Tối nay á, tôi có hẹn đi ăn tối rồi. Dạ, đâu có được cô. Trước giờ đó, tất cả những chuyện này là do cô quyết định mà. Thì không được thì anh đi. Đi xong rồi về nói lại với tôi cũng được gì. Có vậy thôi cũng hiểu nữa. Vậy đi nha. Giờ tính sao? Tạm thời tôi quay lại khách sạn ngủ qua đêm, rồi hôm sau tính tiếp. Hy vọng là sẽ tìm được cái bóp. Vậy cũng được đó. Chứ bây giờ trời cũng gần tối rồi, đâu kịp đi Sài Gòn đâu. Cảm ơn anh hôm nay đã chịu cực cùng tôi nha. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Tôi chỉ mong là anh tìm được cái bóp thôi, chứ thấy anh như vậy tôi cũng khó chịu lắm. Tính tiền chị ơi. Có cái bóp đâu mà trả. Để tôi cho. Tôi quên. Rồi, cảm ơn gì. Đi về khách sạn nha. Cảm ơn anh. Đây nha. Cảm ơn anh nha. Anh có cần tôi vô làm cái giấy bảo lãnh cho anh không? Không cần đâu, tôi có giấy cớ mất mà. Tôi quên. Thôi anh về đi. Vậy tôi về nha. Sáng mai thức dậy giờ nào anh gọi tôi về đó nha.
Được rồi. Anh. Mày đi đâu thì sáng giờ làm tao chọn cũng chết luôn. Trời ơi, tao kêu có một chuyện nó về trễ mày ơi. Sao? Hả? Mày gặp thấy trả không? Cô nói sao? Ra đây đứng nói chuyện đi. Đừng đứng trọng. Trước anh bà nghe được không? Con nên, biết không? Thì rồi nè, mày nói đi. Bà nhìn thấy Tuấn Khải không? Phản ứng bà sao? Bà có nói gì không vậy? Sao mày nói nhiều quá vậy? Để từ từ tao nói nè. Hôm nay lúc tao chở Tuyết Anh ra để bà nhận mặt ra thằng đó đó. Ừ. Cái lúc mà mày chở chạy ngang qua mặt tao, tao đẩy Tuyết Anh ra liền. Ừ. Bà thấy được cái bà la lên. La gì? Anh Mạnh kìa. Rồi rồi Tuyết Anh có thấy Khải không? Thấy không thấy. Ngồi thù lù sau lưng mày một đống luôn sao không thấy. Bà nhìn chầm chầm vô Tuấn Khải. Cái bà hỏi anh Mạnh chở khách hả? Ủa? Vậy là sao? Vậy là sao là sao? Có nghĩa là bà nhìn thấy Tuấn Khải nhưng mà bà không nhận ra. Ý mày nói là Tuyết Anh không hề quen biết Tuấn Khải đúng không? Ừ. Trời đất ơi, làm nó tưởng chuyện gì hả? Giật gân lắm. Trời ơi, lo muốn chết luôn. Tao đã nghi thôi. Ừ, không quen biết thôi đúng không? Mình lo làm gì ha? Ừ. Tao đi tắm đây. Đứng đó. Cái đó không quan trọng thiệt, nhưng mà khúc sau mới thấy ghê. Ghê gì? Cái lúc mà tao chở bà Tuyết Anh về á, sao tao quay ra tao lụm được cái này nè. Cái bóp. Cái bóp? Ừ. Cái bóp này, trong này có giấy tờ mang tên Trần Tuấn Khải. Trời đất ơi, thì ra cái người lụm bóp là mày đó hả? À. Trời ơi, tao bận công chuyện hồi sáng giờ là chuyện này đây nè. Là của Khải mất á. Bây giờ mày đưa cho tao đi. Tao tới khách sạn đưa cho thằng Trả, chắc chắn mừng lắm luôn á. Đây, mày hay quá. Lại đưa cho người ta đi, tao mừng đi. Mày sao vậy? Mày đừng có nói với tao mày không muốn trả nha. Đẹp à. Tao với mày là anh em. Tuy nghèo thì có nghèo mày nè. Mày làm ơn mày đừng có nghĩ tao như vậy được không? Chứ sao mày ậm ừ? Thì tao nhìn cái mặt mày gian lắm luôn. Gian cái đầu mày á. Đây coi. Đưa mày cũng được. Mà coi cho kỹ đi. Rồi cứ quyết định là có trả hay không. Đứng cho vững nha. Tao sợ mày xỉu á. Làm gì ghê vậy? À. Đây là cái bóp của Tuấn Khải hả? Ừ. Sao có hình Tuấn Anh trong này? Bởi vậy tao mới thấy lạ. Nhưng mà sao Tuấn Anh nói là không quen biết với Tuấn Khải? Bà nói với tao mà không chớp mắt luôn. Nhưng mà tại sao lại có hình trong này? Bởi vậy tao mới thấy ngộ. À, tao hiểu rồi. Có nghĩa là thằng cha Tuấn Khải quen biết với Tuấn Anh đúng không? Còn Tuấn Anh thì không quen biết với Tuấn Khải phải không? Mày ngu như con bò vậy á. Có khi nào tao biết mày mà mày không biết tao không? Có. Ê, ý mày là sao? Có nghĩa là Tuyết Anh bả đã nói dối. Nhưng mà tại sao lại nói dối? Cái đó mày hỏi bả chứ sao mày hỏi tao? Vậy theo mày chuyện này là sao vậy? Theo tao á thì chắc chắn là hai người này quen nhau trên mức tình bạn. Sao mày biết? Bây giờ tao hỏi mày nè. Đàn ông con trai khi mà bỏ hình một người phụ nữ vô trong bóp thì có nghĩa là cái người này phải quan trọng đúng không? Nó đâu thể nào mà nó bỏ hình một con nhỏ hàng xóm xấu quắc hoặc là một bà bán cá ngoài chợ vô trong bóp nó đâu. Chỉ có thể là mẹ hoặc là người yêu. Mà Tuyết Anh á, bà không thể nào là mẹ được. À, tao hiểu rồi. Chờ mày hiểu tao giải thích muốn đuối luôn. Nhưng mà tại sao Tuyết Anh lại cố tình giấu mối quan hệ này chứ? Mày hỏi bà chứ sao mày hỏi tao hoài vậy? Thì nhưng mà không có nhân nhị vậy đó. Bỏ chuyện đó qua bên đi. Bây giờ tính tao hỏi mày nè. Gì? Mày với Tuấn Anh có gì chưa? Có gì là có gì. Thì trên mức tình bạn á. Không hề nha. Mày đừng nghĩ bậy nha. Nhưng mà chắc chắn mày có thích Tuấn Anh phải không? Mày không trả lời là đúng không? À, theo như tao suy đoán á thì hai người này đã có thời gian quen nhau say đắm, yêu nhau á, ý tao nói là yêu nhau á, nhưng mà bây giờ không quen nữa, chia tay rồi, nhưng mà
vẫn nhớ đến nhau. Bằng chứng là cái tấm hình vẫn còn nằm trong bóp. Nhưng mà Tuấn Anh không có hình Tuấn Khải trong bóp. Mày muốn thấy hình thằng đó phải không? Khỏi cần lục trong bóp, khỏi cần lục trong vỏ làm gì? Chẻ cái đầu bà ra. Mày nói gì ghê vậy? Mày không có hiểu tâm lý đàn bà con gái gì hết á. Con gái á, khi mà nó nhớ ai á, không bao giờ mà để hình trong bóp hoặc là trong vỏ hết á, mà để trong đây. Đó, để trong đầu á. Hiểu chưa? Đây á là một mối nguy hiểm làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mày. Cho nên mày phải ra tay chặn lửa từ xa, không để cho Tuấn Khải tiếp cận bà Tuyết Anh. Bây giờ đi. Đi đâu? Đi. Lên xe. Đi. Đi đâu? Đi. Đi đâu? Cái này á là cái cách mày giữ hạnh phúc của mày. Làm cái gì vậy? Leo lên xe, đội cái nón vô, cầm cái bóp chạy lại đưa cho nó. Thôi mày ơi. Thôi thôi cái gì. Khi mà nó có bóp rồi á, nó sẽ không còn lưu luyến gì nữa đây. Nhớ nghe. Tao biết rồi. Đi đi, lẹ lên, lẹ lên. Đi, đi. Sao vậy? Đạp. Biết. Rồi, rồi. Tao đi nha. Chúc may mắn. Rồi. Lẹ lên. Thằng Tiên luôn. Ủa? Anh Đạt. Anh Đạt. Hả? Anh Mạnh anh đi đâu vậy? Bộ có khách gọi anh nữa hả? Nó đi làm một việc mà nó cần phải làm. Anh nói gì mà khó hiểu quá vậy? Vậy tôi gọi cho anh nha. Ừ, sao cũng được. À, vậy đi. Tôi cảm ơn anh. Em giận anh rồi. Anh phải dỗ dành, năn nỉ em. Em mới hết giận. Alo. Alo. Anh vẫn còn đang ở Vĩnh Long. Còn một số công việc nên anh phải quay trở lại. Vậy á hả? Có thể anh phải giải quyết công việc xong thì anh mới lên được. Vậy anh làm cho xong đi nha. Ừ. Thôi anh cúp máy nha. Khoan đã. Em hỏi này một chút. Anh nhớ em không? Có. Có gì mà cũng suy nghĩ nữa. Anh phải coi chừng sức khỏe nha. Hay là anh để em về dưới lo cho anh. Mà anh ăn khúc nào vậy? Thôi không cần đâu em. Anh không sao. Anh mệt quá. Thôi đi ngủ sớm đi. Rồi, vậy thôi anh ngủ đi nha. Anh lượm được hả? Hay quá. Tôi đang lo là phải mất thời gian làm lại giấy tờ thì mệt lắm. Mà bạn ở đó đâu? Tôi muốn gặp bạn anh để hầu tạ. Thôi không cần đâu anh, đừng có làm vậy mà.
Nhưng mà cũng phải cho tôi gặp để tôi nói là cảm ơn chứ. Thôi khỏi đi, để tôi nói lại cũng được mà. À, tôi có cái tò mò này tôi hỏi anh nha. Có phải cái người trong bóp là người yêu của anh hả? Anh nói cô này đó hả? À, đúng, cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau lâu rồi. À, vậy hả? À, tôi chỉ tò mò hỏi cho vui vậy thôi chứ anh không cần nói là quen lúc nào với quen trong trường hợp nào đâu ha. À, có cái bóp rồi thì chắc ngày mai anh về Sài Gòn phải không? Ừ, chắc là sáng mai tôi về đó. Vậy cái gì ngày mai tôi qua tôi đón anh ra, đón xe đò cho sớm ha. Mà chắc anh về không? À, về chứ, ở trên đó còn biết bao nhiêu công việc đang chờ tôi mà. Vậy hả? Vậy ngày mai... chưa? Mình đi được chưa anh? Rồi rồi, tôi qua khách sạn đó anh liền nha. Rồi, chào anh. Ủa, anh Mạnh đi đâu sớm vậy? Ờ, anh chở cái vị khách này ra lộ đón xe về Sài Gòn á. Cái gì em đi làm sao nha? Dạ. Em đi trước đây. Dạ, em nghe nè chị. Chúc em chạy ra lộ, đón xe từ thành phố về để lấy giấy A4 nghe. À, dạ. Bản số là 53S4218. Mà chị ơi, chị biết chuyến xe đó mấy giờ đến không chị? Giờ em ra là vừa rồi đó. Khỏi đưa tiền xe, vì đại lý Sài Gòn đưa rồi. Dạ. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh ơi, có ra ngoài lộ cái cho em quá văn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thôi anh về đi, tôi tự đón xe được mà. Anh kiểm tra còn cái bóp không đó. Mất công điện thoại tôi quay lại tôi rước à. Yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. À, cho tôi gửi tiền anh nè. Thôi đi, tôi đã nói cái cuối là tôi không tính tiền đâu mà. Nhưng mà tôi đã tìm được cái bóp rồi. Thôi được rồi, thôi, phải thôi, cho tôi... thôi được rồi. Tôi gửi là 100 ngàn của anh mà. Thôi cất đi. Thôi anh cất đi, tiền của anh mà. Vậy tôi lấy nha. Cảm ơn nghe. Có gì gọi cho tôi nha. Rồi, rồi. Gì mà ngó? Cô lạ lắm sao? Làm gì chị chậm rì vậy? Dạ tốc độ đang bình thường mà cô chủ. Xe người ta qua mặt rồi còn kêu bình thường. Làm gì vậy? Dạ đang đậu đèn.
Mày ở đây làm gì? Từ đâu tới? Nè, anh bình tĩnh nha. Có gì từ từ nói. Anh cần tiền cái gì? Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Đến. Tao không cần tiền. Tao chỉ muốn mày cút khỏi chỗ này. Ủa? Anh nói sao? Nói như vậy mày cũng không hiểu hả? Tao không muốn mày lãng vảng ở chỗ này. Tao muốn mày cút về Sài Gòn càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ là chắc anh lẫn lộn tôi với ai rồi đó. Tôi ở lại đây đâu có phiền hà, đâu có làm hại ai đâu. Tôi chỉ lưu lại đây để tìm người quen thôi. Ở đây không có ai là người quen của mày. Cô ấy không có mặt ở chỗ này. Cút đi thằng nhóc. Ủa? Sao anh biết tôi cần tìm cô gái? Mày là đàn ông con trai, đi tìm là tìm con gái chứ đáng lẽ tìm con trai nữa hả? Thật ra anh là ai? Anh theo dõi tôi đúng không? Anh biết cô ấy ở đâu đúng không? Hả? Tao không biết, tao không biết. Tao không biết gì hết. Mày biết gì vậy? Ăn cướp! Cứu tôi với! Ăn cướp đó! Ăn cướp đó! Cứu tôi với! Kìa. Trời đất ơi thằng quỷ. Mày với mày làm ăn cái gì vậy hả? Tự nhiên khi không đi thành công người ta là sao? Nói biết bao nhiêu lần rồi. Dạ anh Sáu, có hiểu lầm gì không chứ thằng Đạt nó không phải là người vậy đâu. Dạ nó chỉ giỡn thôi chứ nó không có cướp giật gì của ai hết anh à. Người ta đòi thưa nói về tội hành hung. Trời ơi. Như vậy. À, anh Sáu ơi, chắc là nhầm lẫn gì đó. Thằng Đạt nó không phải là người vậy đâu anh. Dạ không ấy, anh cho em gặp cái người đó đi. Em năn nỉ người ta để người ta thả nó ra anh ơi. Tôi nghĩ là anh ta không có ý trấn lột hay là cướp giật gì tôi đâu. Có thể là anh ta lẫn lộn tôi với ai đó. Dạ. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về. Dạ, chào mấy anh. Anh Tuấn Khải. Anh Mạnh. Ủa, anh hả? Anh này là bạn của anh à? À đúng rồi, bạn em. À thì để nó giỡn với anh thôi đúng không? À. Trời ơi hèn chứ. Anh Sáu ơi, anh chỉ là quen biết hết anh Sáu. Xuống đây tìm cổ chứ gì. Thì đó, tôi cứ nghĩ vậy. Cho nên cái lúc mà thấy bạn tôi đau khổ á, tôi mới nghĩ ra kế rồi, tìm cách đuổi anh đi á. Ghê. Mày hay quá ha. Mày lớn rồi, mày làm gì phải biết suy nghĩ chứ. Cũng mày là anh Khải đây ha. Gặp người khác mày ở tù chắc luôn á. Thôi thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. À, sẵn đây tôi cũng cảm ơn anh Đạt đã lượm và trả lại cho tôi cái bóp. Mày thấy chưa? Không ấy, hai đứa mình về nha. Vậy coi như là ba anh em mình xí xóa hết nha. Vậy thì cũng ly đi. Dạ, dạ. Ăn đi anh, ăn đi. Xỉ. Dạ. Ủa, Tuyết Anh đâu rồi? Tuyết Anh ra tiệm làm thêm rồi. Hôm nay có hàng về nhiều cho nên là làm cho xong đó anh. Tôi cũng muốn gặp Tiết Anh một lần để nói lời xin lỗi. Chắc tôi cũng vô tình làm cho cô ấy ái ngại ha. Không cần đâu. Tuyết Anh á, bà vô tư lắm, không có đi bụng đâu. Đúng mày. À đúng rồi. Anh yên tâm đi. Thôi mình vô đi. Anh về Sài Gòn mạnh khỏe nha. Khi nào rảnh xuống chơi. Sao tôi đi nha. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, cái gì mà cảm ơn hoài. Mình là bạn mà, không có cảm ơn nữa. Xe tới kìa. Quê. Thôi tôi đi nha. Cho tôi gửi lời thăm với lại gửi lời tôi xin lỗi của tôi tới Tuyết Anh nha. Chúc anh tôi luôn bình an nha. Đừng có lo mấy chuyện đó nữa, yên tâm. Lên xe đi. Thôi tôi đi nha. Về luôn, đừng có quay lại nha.
đừng xuống nữa nghe, đừng rớt hết nữa nghe. Khi nào rảnh xuống chơi nha anh Khải. Nhìn tao gì? Quân tử quá. Khi nào rảnh xuống chơi nha. Mày thề đi, mày thề mày nói câu đó mày không sợ trong lòng mày đi. Sợ gì mà sợ, chứ tao nói ảnh khi nào anh rảnh thuận tiện anh xuống chơi với mình. Trời ơi, mày không thấy hả? Mày không thấy chả hả? Nhìn trời Tuyết Anh chầm chầm luôn. Về rồi mà vẫn còn ngóng trông nữa. Kiểu này là chắc chắn là có vấn đề. Thôi đi, người ta có người yêu rồi, cho nội cho nội. Mệt ghê. Ai biết được, ai trong một ngó người này nhớ người kia thì sao? Mày hay quá ha, mày làm như mày là hả quân sư tình yêu không bằng vậy. Tao thích nói gì đó, cái kiểu mày á là chửi là ngu chứ không ai khen mày khôn. Mày đi đó. Mày nói, mày sao mày nói. Anh ăn bữa. Cảm ơn em. Em nè. Sáng nay anh Khải về Sài Gòn rồi. Vậy hả anh? Anh nói là anh tính gặp em để xin lỗi cái gì á. Anh đâu có lỗi gì với em đâu mà xin. Trời ơi. Người thành phố người ta khách sáo vậy đó. Mở miệng ra là cảm ơn, mở miệng ra là xin lỗi. Không có chân chất thật thà như người dưới mình đâu. Bà đừng bận tâm. Em đâu có bận tâm gì đâu. Tại anh thấy tính tình anh Khải dễ mến. Chắc là anh không có chấp dứt hay là câu nệ đâu ha. Mà ổng nói chứ còn bồ ổng á, giống y chang bà luôn á. Em có nhìn thấy hình ở trong bóp của anh mà giống thiệt. Ê, có khi nào nó xịa người này qua người kia không ta? Anh nói vậy là sao? Thôi đi, ăn nó tầm xàm ba láp không à. Cắm miệng nó đi. Tiệm hôm nay làm đắng chứ em hả? Dạ cũng được. Nè, anh ăn bưởi. Sao hôm nay tự nhiên bà mua bưởi ăn à? Hèn chua hả? Tự nhiên hôm nay em thấy muốn ăn bưởi. Trong miếng bưởi có sâu hay sao mà tập trung dữ vậy? Đâu có đâu. Ăn đi nó nhiều quá. Dạ. Con chào bác. Ba. Ba. Ba chưa ngủ hả ba? Ba có ý chặn hai đứa. Hả? Chờ tụi con hả? Chuyện này ba đã suy nghĩ kỹ.
và cân nhắc trước khi đem ra bàn với tụi con. Ba nghĩ là đã đến lúc con và Đăng Như nên nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Hả? Cưới hả ba? Ba, ba nghĩ là con với anh Tuấn Hải nên cưới nhau hả ba? Đúng. Chuyện này nên xúc tiến càng nhanh càng tốt. Ba thấy là mình không nên vì công việc mà không nghĩ tới chuyện hạnh phúc của con. Dạ, con cảm ơn ba. Chuyện công ty, ba đã thu xếp để con không bận bịu mà toàn tâm toàn ý lo cho chuyện đám cưới. Dạ. Con thấy thoải mái không? Thoải mái lắm ba. Vậy ý Tuấn Khải thế nào? Dạ, con cảm ơn bác. Nhưng chịu khó thay đổi cách tính toán một chút là phù hợp. Theo anh thì Thiên Bảo có được nắm quyền nhiều hơn không? Anh nghĩ là không. Vì lão Hải Minh rất cáo già, động thái của hắn ta thì tùy cơ ứng biến. Anh đã tiến hành thủ tục thành lập công ty mới chưa? Khi công ty bắt đầu hoạt động thì chúng ta bắt đầu kế hoạch của mình. Thiên Bảo lúc này thế nào? Dạ, nó cũng đã tập trung vô công việc và ít đi chơi và bớt qua lại với con nhỏ đó rồi. Thanh niên nên xem sự nghiệp làm trọng, đừng vì háo sắc mà lãng phí thời gian. Có lẽ nhờ sự tác động của anh mà con nhỏ không dám đeo bám và làm phiền thằng Bảo nữa, cho nên em cũng bớt lo. Thôi em về đi, có gì em sẽ điện thoại báo anh biết để kịp ứng phó. Thanh niên nên xem trọng sự nghiệp, đừng vì háo sắc mà lãng phí thời gian. Đúng là người cha biết quan tâm con mình ha. Vậy anh nói cũng đúng sao? Vậy để cha thay con chăm sóc người yêu. Là nữ cán. Nếu mới có người mê chứ.
Dì. Bác. Có chuyện gì vậy dì? Dì đang rà lại danh sách khách mời đám cưới tụi con. Mệt muốn đứt hơi luôn đó. Kỳ này á, trên dưới cả ngàn người á, mà bạn bè tụi con á, dì chưa tính đó nha. Dì á, dì coi coi chứ mời nhiều quá, đãi chắc 3 ngày 3 đêm mới hết quá. Dì mời á, dì coi coi người nào thân thiết á thì mời. Có mời nhiều quá, tụi con á mà đi chào bàn không chắc cũng xỉu anh ha. Đâu có được đâu. Danh tiếng ba con cộng với các mối làm ăn lâu dài ai cũng quan trọng hết trơn à. Mình không mời, họ biết thì họ trách móc lắm á. Thôi thì lần đầu tiên gả con gái cưng, làm trình trang cũng đáng mà. À dì, con á định hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Tại vì anh Khải thích vậy á, phải không anh? Được đó Khải, dì thấy châu Âu cổ kính lãng mạn lắm đó con. Dạ, cũng trễ rồi, xin phép bác con về. Để em đưa anh ra ha. Sao dì thấy Tuấn Khải có vẻ không vui? Thì có gì đâu, chắc ảnh mệt đó mà. Ba cái vụ chụp hình quay clip này á, làm ta đuối. Mà mai mốt gì mà coi hình á, sẽ thấy chú rể mặt nhăn như khỉ ngớt vậy đó. Con gái á, sắp lấy chồng rồi, ăn nói cho đàng hoàng, đâu đó cẩn thận. Không á thì người ta nói gì không biết dạy con. Mà con có phải về làm dâu đâu mà dì phải lo. À, con phải sống ở đây chứ. Làm sao mà con xa dì được, phải không dì? Chuyện gì vậy bà chủ? Bà có thấy ai rình rập nhà mình không vậy? Dạ không, tôi không thấy ai hết. Mắt bà bây giờ nhìn không thấy gì hết trơn á. Hỏi bà cũng như không à. Giờ vô chuyện món quà này cho Đăng Như. Mẹ ơi, rồi cô Đăng Như hỏi tôi biết nói của ai. Vũ à, Vũ cứ nói là của một người tốt bụng gửi tặng. Thiệt tình thấy cô vậy tôi xót xa lắm. Cứ âm thầm theo con từng bước mà không dám xưng là mẹ. Tôi nhớ lúc nhỏ Đăng Như hay gọi cô là cô tiên tốt bụng đó. Vậy cũng tốt mà Vũ. Chứ nếu như bây giờ Đăng Như biết sự thật
mà không chấp nhận tôi thì lại càng đau đớn hơn chứ à. Cô Lan à, tại vì lúc đó nó còn nhỏ, nó không biết, nó thấy vết sẹo nó sợ chết biến vậy. Chứ bây giờ nó lớn rồi, cô cứ nhiệt nhận đi, mình phải có quyền làm mẹ chứ. Nói thì dễ, nhưng thực tế khó có thể chấp nhận được. Giờ dù thiệt thòi cách mấy, tôi cũng có thể cam chịu được. Miễn là nhìn thấy con hạnh phúc. Bây giờ thấy đàn tôi sắp lập gia đình, tôi vui lắm chứ à. Thôi, chật lời, thôi cô dài đi. Cô vô, cảm ơn chú, cô dài lắm. Dạ, vô vào đi. Ờ, dạ. Chở vào bệnh viện lấy kết quả cho em rồi. Anh kêu em ngồi đây đợi, bởi vì trời nắng quá. Tức anh khám bệnh gì? Dạ, em khám về não. Vậy là em có vấn đề về thần kinh à? Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng mà em không có nhớ gì hết á. Em phải nói gì sao ta? Anh xin lỗi nha. Đáng lý ra anh không nên hỏi câu hỏi. À không phải đâu, tại vì em không có biết nói thì sao về cái bệnh của em hết á. À thôi, không sao. Cũng may Mạnh là người tốt, lại chu đáo nữa. Có được một người chồng như vậy thì tức anh an tâm rồi. Ý anh nói là anh Mạnh là chồng của em á hả? Anh hiểu lầm rồi, anh Mạnh anh không phải là chồng của em. Ủa, vậy sao? Vậy mà tôi tưởng hai người là... Tại vì anh thấy em với anh Mạnh ở chung nhà, lại còn ăn cơm chung nữa chứ gì. Thì thường là như vậy mà. Nhưng anh Mạnh á, anh không phải là chồng của em. Anh Mạnh. Anh Mạnh. Tôi tình cờ thấy Tiếp Anh ở trên đường, thật không ngờ được gặp hai người ở trên này nha. Anh ngồi đi. Anh lấy kết quả cho em rồi. Vậy em có bị sao không anh? Thì bác sĩ nói là tạm thời phải theo dõi với lại uống thuốc thường xuyên. Điều quan trọng bây giờ Tuấn Anh cần sự quan tâm chăm sóc của người thân. Có như vậy thì mới có thể nhớ lại những chuyện trước đây được. Tôi có quen với một bác sĩ chuyên khoa về tâm lý. Hay là để tôi... Không cần đâu anh. Tại vì lần sau tôi sẽ đưa Tuấn Anh lên bệnh viện tỉnh khám chứ không phải trên này nữa. Bác sĩ dặn như vậy mà. Vậy sao? Sẵn đây tôi muốn mời hai bạn đi dùng cơm.
ít khi nào mà chúng ta gặp nhau trên này mà. À, thôi khỏi anh, chắc là Tuấn Anh cũng mệt rồi phải không? Ông ấy tôi xin phép đưa Tuấn Anh ra xe để về quê cho sớm. Vậy à, tiếc quá. Vậy khi nào tôi xuống dưới thì tôi sẽ ghé thăm hai bạn và cả Đạt nữa. Cứ vậy đi anh, thôi mình về Tuấn Anh. Tính tiền đi. À, thôi khỏi, để tôi... Cô Đăng Như. Gì Vũ? Có người tặng quà cưới cho cô nè. Quà cưới? À. Ai mà tặng quà cưới sớm vậy Vũ? Thì người ta tranh thủ đi xa cho nên mới tặng sớm cho con nè. Ai mà còn nôn hơn cả con nữa vậy Vũ? Thì là cái cô Tiên tốt bụng đó. Cô Tiên tốt bụng? Ừ. Thì cái cô Tiên mà hồi lúc con còn nhỏ đó, khi mà ông bà đi vắng rồi đó, cái cổ thường tới đây ha, cái cổ kể chuyện nè, hát cho con nghe nữa đó. Lúc nào con cũng mong cho cô Tiên xuất hiện hết á. À, con nhớ ra rồi. Thì ra là có cô Tiên tốt bụng, cô à. Tiên nhân hậu, cô Tiên nhỏ nhẹ, à. Cô Tiên hay cho con kẹo ăn và hay hút con không? Ờ, đúng rồi. Từ khi con đi du học, cái cổ mất liên lạc với con. Rồi bây giờ nghe con sắp đám cưới, cho nên cổ mới tặng quà cưới cho con nè. À, vậy hả Vũ? Dạ, cô Tiên tốt bụng thiệt ha. Tặng quà cho con mà lại còn tặng thiệt sớm nữa. À, xong rồi ha. Thôi bây giờ Vũ đi xuống nha. Thôi, Vũ đi đi. Cô Tiên tốt bụng. Cái vụ này mới à nha. Sao nghe nhắc tuồng gì hết trơn vậy ta? Cũng may á là mình lanh trí. Cô Tiên á thì dĩ nhiên là phải tốt bụng rồi. Dĩ nhiên á là phải hiền hậu nhỏ nhẹ rồi. Chứ ai mà hung dữ giống như mà một phù thủy kia. Nào, để coi coi. Quà gì đây ta? Trời. Vậy mà cũng nói là cô Tiên tốt bụng. Con nhiều đây mà làm gì giá trị lắm vậy? Gói quà tới mấy lớp. Thủy cũng quái đản thiệt ha. Trên Sài Gòn á, biết bao nhiêu triệu người không gặp, đi gặp đúng cha Tuấn Khải. Không lẽ cha Tuấn Khải đi theo dõi bà Tuyết Anh hả? Nhưng mà cũng vô lý. Nó đâu biết là mày với bà Tuyết Anh lên Sài Gòn đâu mà theo dõi. Thôi, như vậy là có duyên rồi. Mà người ta nói có duyên á là khó né lắm á ngàn. Cái lúc mà mày tới á, thái độ hai người sao? Họ có nói gì không? Có phải lúc đó thằng Tuấn Khải á nhìn bả chăm chăm, còn bả thì thẹn thùng e ấp, đúng không? Như vậy là chết rồi. Như vậy là hai người đó bị tiếng sét ái tình rồi. Nhưng mà nói chứ mày cũng đừng có buồn. Bả nói đúng mà. Mày với bả đâu phải là hai vợ chồng đâu, đừng có trách.
nghe không? Nhưng mà tao thấy cũng lạ nghe. Ở đây á, ai cũng nói là hai đứa bay á là hai vợ chồng, chỉ có hai đứa bay á là biết là mình không phải là hai vợ chồng thôi. Cái đó ta gọi là có tiếng mà không có miếng á. Mày thương bả, mày cưới bả đại cho rồi đi. Mày khùng quá. Cái điều quan trọng bây giờ á là phải chữa bệnh cho Tuyết Anh kia kìa. Ở đó mà cưới xin cái gì? Tao biết. Nhưng mà mày thử nghĩ lại coi, nếu mà bả hết bệnh á, bả có chịu để cho mày cưới bả không? Không dám đâu. Còn khuya á, tao nói thiệt với mày nha, thà bả cứ như vậy đi, tao không thấy thích hơn á. Chứ bả mà trở lại bình thường á, đanh đá hung dữ, ai mà chịu cho nổi. Ê, tao có cách này nè, mà không biết mày dám làm không? Cách gì? Nhìn cái mặt mày gian lắm nha. Gian đâu, bạn bè tao giúp mày thôi. Nè, gạo đã nấu thành cơm, mày khỏi phải ngày đêm lo âu sầu não nữa. Lúc đó cùng 100 thằng Tuấn Khải đứng trước mặt mày cũng không có ngán nữa. Nói chung á, tao biết tính mày quân tử, không có chấp nhận làm mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà phải tùy cơ ứng biến. Với lại mày thương bả thật lòng mà, tính đến chuyện sống với bả lâu dài thì cái chuyện đó đâu có gì là sai trái. Cái đó là mày thương bả, mày muốn giữ bả cho riêng mình thì mày mới làm như vậy thôi. Nói tóm lại, tình yêu là phải ích kỷ. Bực nói lại đi. Tuấn Anh à, Tuấn Anh, Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh à, em đừng nghe thằng Đạo nói bậy mà. Em biết tính nó từ trước tới giờ rồi mà, đúng không? Nó chỉ nói chơi thôi. Anh thật sự không biết nói gì với em hết. Nhưng mà anh muốn nói với em là anh không bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì đối với em hết. Kể cả trong suy nghĩ của anh cũng vậy nữa. Em không tin anh hả? Tuyết Anh. Đây có phải món quà Vũ Kim đưa không? Ờ, tôi cũng đang tính hỏi bà đây. Ở đâu ra có bà tiên tốt bụng nào vậy? Bà tiên tốt bụng? Vậy bà cũng biết vụ này nữa hả? Vậy tức là con đang như hồi nhỏ, nó có chơi với một bà tiên tốt bụng nào đó và thường xuyên mò tới trò chuyện, nói chuyện bá láp bá xàm gì đó. Và hình như hai người đó rất là khắng khích và quấn quýt. Nhưng mà từ lúc con đang như nó đi du học á thì bạc tin. Bởi vì hôm nay á, nghe tin nó đám cưới nên là cầm quà tới tặng cho nó đó. Và bà nhìn coi, cái hộp quà chừng trăm mấy ngàn chứ nhiêu. Vậy cũng kêu bà tiên tốt bụng. Chị Vũ Kim có nói tên bà tiên đó không? Không. Cô kêu Vũ Kim á, sắp xếp cho cô gặp bà tiên đó đi. Thôi, gặp chi? Tôi ra lệnh gặp thì gặp. Cô học có thói trả lời bao giờ vậy? Biết rồi. Chừng nào bà chịu gặp á, thì tôi nói bà biết.